Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá trên toàn quốc. Hôm nay tục đây là một clip về một lô máy anh em. Lô máy này gồm 42 máy, thì có máy nào đồng có đá có, và máy đời cao tí cũng có. Rồi điểm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán để hàng lỗi một clip lên đó. Xin nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Số 1 thì con số 1 là cho người một con hàng máy của Olympic. Thì con này cước số 3 được 100m nha. Con này gơ xây tầm khoảng 2000 thôi. Nó máy đi về cho anh em câu tôm. Đó con hành cháp. Máy hoạt động ok, bộ bên sóng ok. Lấy cước ok nha người. Con này cước số 2 được 150m. Đó. Ngoại hình ok, hoạt động ok nha mọi người. Đó. À, rồi, giá con thứ nhất giá 250k cộng ship nha. Đó. Tiếp theo máy số 2 em lên cho mọi người. Máy số 2 em lên người là một dòng máy Daiwa. Thì con Daiwa này một con Daiwa của Việt Nam xuất Nhật nha anh em. Đây, đó. Thì máy này có ABS đầy đủ nha. Đó, máy ABS đầy đủ, hoạt động ok nha mọi người. Thì con này em chưa vệ sinh gì hết nha mọi người. Đó, về vệ sinh là giúp em. Đó. Hoạt động ok, ABS thắng đầy đủ nha anh em, thắng là dính. Quay ngược nè, quay tới nè, ta quay gặp bình thường nha. Thì con này ngoại hình xuất sắc nha mọi người. Đó. Ngoại hình xuất sắc bong chóc nha mọi người. Đó. Thì con này có xe tương đương là tầm khoảng 1.500 đến 2.000 nha anh em, 1.500 tới 2.000. Đó. À, cước 1.5 được 130m cho anh em. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 2, giá công khai là 300k cộng ship nha, hoạt động ok nha mọi người. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 em lên người là một con máy nào đồng có đá, một con Daiwa XT 8500. Thì con Daiwa XT 8500 này xe tương đương với 4.000 nha anh em, xe tương đương 4.000. Ngoại hình ok nha mọi người. Đó. Con năng ok, không bị muối ăn nha. Đó. Hoạt động ok nha mọi người. Đó. Hoạt động ok, mô bên sóng. Đấy cứ ok. Đó, quay ngược ok, quay tới ok nha mọi người. Rồi, giá công khai máy số 3, giá là 250k cộng ship nha nè. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 thì còn hợp nha mọi người, còn hợp. Thì máy số 4 thì mong máy đây qua XT 7500. DX nha anh em. Thì con máy này là con máy về cho anh em câu tôm anh em, câu tôm câu hành chấp để tủ sưu tầm được. Máy còn rất là mới nha anh em. Đó, còn rất là mới luôn. Hàng này thì sách nguyên kiện về. Đó. Đó, đất dưới đây không chóc nha anh em. Đó, ngoại hình ok nha anh em. Ngoại hình ok, mới mẻ sạch sẽ nha mọi người. Lăn ok nha. Hàng xếp bên nha mọi người. Hoạt động ok nha, không lỗi lầm gì hết. Đó. Mô bên sóng. Mình được ok nè, về tới ok nè, đó. Rồi, giá công khai máy số máy số 4, giá công khai 350k cộng ship nè. Đó, máy số 4 350k cộng ship. Thì con máy này sẽ tương đương ở tầm khoảng 2.500 nha anh em, cước 2 được 200m. Tiếp theo máy số 5. Con máy số 5 là máy Daiwa XT 8500 nha anh em. Đó. Thì con này lớn con kia một tí. Ngoại hình đây nè, ngoại hình còn ok nha mọi người. Đó. Không xước xác gì nhiều hết, hàng xe ben, mô bên sóng, đó, lấy cước ok nè, đó, hoạt động ok nha anh em, đó, con này quen anh em đi câu tôm, cha, câu cá mè, đó, câu lăn xe, được hết, rồi, giá công khai con máy số 5, giá công khai khoảng là 350k cộng ship nha, đó. Tiếp theo là cho người là máy số 6. Con máy số 6 là cho người một con máy của Mamisa. Đó. Con máy này Bangladesh sản xuất anh em, xuất thị trường Nhật. Thì máy này nó xuất sắc anh em. Đó, máy xuất sắc. Bao xuất sắc thì con máy này có ABS đầy đủ anh em, ABS đầy đủ chạy 4 mặt đạn luôn. Đó. Đây, xuất sắc. Được cái hoạt động êm mượt nha anh em. Hoạt động êm mượt không lỗi lầm gì hết nha. Đó, quay vòng trống luôn. Quay ngược ok nè, đó. Phá là thắng nè anh em. Đó. Thì con máy này cái núm này nè, nó có miếng cao su độn đây, đó, nhưng mà nó bị chốc rồi anh em, đó. Rồi, giá công khai của máy số 6. Giá công khai là 350k cộng ship nha anh em, đó. Con máy này thì có những clip trước em bán á, máy mới hơn thì em bán tầm khoảng 500 mấy nè, đó. Con máy này thì xấu, 350k cộng ship nha. Tiếp theo, con máy này có xây tương đương ra tầm khoảng 3.000 anh em, đó, máy số 6 sẽ tương đương là tầm khoảng 3.000. Tiếp theo máy số 7. Máy số 7 vẫn là một con máy của Mamisa, đó. Anh em, Mamisa hàng của Olympic, hàng của Bangladesh xuất Nhật nha. Thì con máy này có xe tương đương là tầm khoảng 2.000 anh em, đó.
Xe tương đương con này ra tập khoảng 2.000, cước 2 được 150m nha, cước 3 được 100m. Thì có máy số 7 này thì ngoại hình nó xuất sắc nè, đó. Ngoại hình vẫn xuất sắc nha, diện nội trên thì mới nha mọi người, đó. Đây, đó. Con này thì cho anh em câu lua, anh em câu tôm, câu chép, câu đằng xe. Đó. Hoạt động vẫn chân chu, máy sở hữu vẫn 4 mặt đạn nha này, 4 mặt đạn KBS đầy đủ nha, đó. Miếng độn cao su đây thì bị mắc rồi, đó. Hoạt động ok nha anh em. Phá là dính, phá là dính. Rồi, giá công khai con máy số 7 giá công khai vẫn là 350k cộng ship luôn. Tiếp theo máy số 8. Con máy số 8 lên cho người là một con máy Grand, đó, Taiwa Grand. Thì dòng này Taiwa Grand này quay rất là mượt nha mọi người. Đó, dòng Taiwa. Hàng của Nhật nha anh em, hàng của Nhật luôn, đó. Bobin số. Dẫn kêu. Bobin sóng. Hoạt động thì bao mượt rồi, đó, rất là mượt nha anh em, đó. Đó, cực kỳ mượt luôn, tiếng kêu nó cực kỳ đã tai luôn. Thì con máy Grand, con máy số 8 này thì xe tương đương nó ra tầm khoảng 6.000 anh em, đó. Cước 6 được 150m. Cước 5 được 200m. Quay chân chu êm mượt nha mọi người. Đó. Quay êm mượt luôn, không lỗi lầm gì hết. Phá là dính. Đó, quay ngược ok nè anh em. Đó, rất là mượt nha. Quay tới ok nè. Rồi, giá công khai máy số 8 giá là 450k cộng ship nha anh em. Đó, con này về cho anh em đánh cha đánh chép con xe thoải mái nha mọi người. Đó, có biển. Theo khiêu số 9 nha nè. Đó. Con số 9 em lên cho người là một con máy Shimano Anoc. Đây nè. Đó, Alivio nha anh em. Con Simon số 9 em lên cho người là một con máy Shimano Alivio. Thì con này nó bị bay tem mà. Bay tem hay mấy anh xó tem không biết. Thì nó có xước xác nha mọi người, xước xác. Đây, đó, xước xác nha mọi người. Đó. Thì con này vẫn là hàng của Malaysia xuất Nhật Việt Nam, máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha. Đó. Thì dòng Alivio này dòng xuất Nhật nha anh em, chứ không phải dòng ở Việt Nam. Đó, hoạt động ok nha anh em. Không đã làm hết. Thì con này xây tương đương ra tầm khoảng 2.000-3.000 anh em. Đó, dòng này về cho anh em câu lóc, tập lua, câu hành cháp, câu tôm. Đó, câu lăng xe thoải mái nha mọi người. Đó. Rồi. Giá công khai máy số 9. Giá công khai là 350k cộng ship nha anh em. Đó. ABS đầy đủ nha. Tiếp theo máy số 10. Con máy số 10 em lên cho người là con Avio 4.000 đây. Đó. Thì dòng này về câu lóc, câu cha, câu lăng xe, câu vật thoải mái. Đó, và tổng ok. Thì con 4.000 này cước 40 đồng 150m anh em. Đó, hoạt động bao lỗi lầm nha, máy ABS đầy đủ nha. Đó. Con lăn ok hết nha mọi người, vẫn lăn bình thường nha. Đó. Thì có xuất sắc nè anh em, ngoại hình xuất sắc. Đó. Thì con này vẫn là Malaysia xuất Nhật nha anh em. Rồi, con máy số 10, con máy số 10 giá công khai là 450k cộng ship nha. Đó. Tiếp theo con máy số 11. Con máy số 11 lên cho người là một con máy của Taiwa. Đây anh em, Taiwa. Thì con này là một con Sprinter HG 4.000. Thì con này đai qua 4.000 thì có xe tương đương là tập khoảng 6.000 đây, cước 6 được 150m cho anh em, cước 5 được 200m. Thì ngoại hình nó còn ok nè, có thể gọi là sáng một tí thôi chứ không có đẹp. Ngoại hình nó xuất sắc nè, đó. Nồi thì ok nha anh em, nồi ok. Đó, đây nó xước như muối ăn trong một tí. Đó, không lỗi lầm gì hết. Thì hoạt động bao ok, bao lỗi lầm nha anh em. Đó. Thì còn số 11 này về anh em đánh cha đánh chép đánh lăn xe nha mọi người, đánh cha chép lăn xe tập lua. Đó, hoạt động ok nha. Con này của China xuất Nhật nha anh em. Đó. Rồi, con máy số 1 giá công khai 500k cộng ship nè. Đó. Tiếp theo máy số 12. Con máy số 12 lên cho người một con máy Shimano Navi 3000. Đó. Con Navi 3000 này thì cước số 3 được 150m nha anh em. Đó. Đây, xước xác đây. Đó. Con này chạy 3 mặt đạn nha anh em, 3 mặt đạn xước xác này anh em. Đó. Xước xác đây li ti nha mọi người. Hoạt động thì bao mượt nha anh em, hoạt động rất là mượt luôn. Tiếng kêu nghe rất là đã tai nha mọi người. Đó. Máy lô này em lên đó là tất cả đều đổi cháp phải bình thường nha. Máy nào đổi không đổi được thì em sẽ báo. Đó. Hoạt động ok anh em. Đó. Rất là mượt anh em. Thì con này về anh em tập luôn, câu hanh cháp, câu tôm, câu cá mè. Thoải mái nha. Rồi. Con máy số 12 giá công khai 500k cộng ship anh em. Đó. Tiếp theo con máy số 13. Con máy số 13 bên cho người là một con máy Shimano Biomaster, một con máy Shimano Biomaster 2500 nha anh em. Thì con máy Shimano Biomaster này 2500 SHG anh em, dòng tay quay đôi. Đó. Thì con này là con có nông nha mọi người. Máy có nông nha. Thì có trang bị JB cho anh em luôn nè. Đó, còn rất là mới nha mọi người. Một bên sóng. Con lăn ok anh em, lăn bình thường nha.
Đó, hàng này hàng của Seven xuất Nhật nha anh em. Đó. Con này về cho anh em tập luôn. Không thôi anh em câu tôm. Đó, câu dạng đánh cảm giác, câu ISO, câu cần tay cho máy. Đó, thoải mái nha mọi người. Đó. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai của máy số 13. Giá công khai là 900k cộng ship nha anh em. Đó, con 13. Tiếp theo con máy số 14. Con máy 14 lên cho người là một con máy AlexNet 2000, thì con này ngoại hình nó rất là sáng luôn. Đây anh em, đó, sau cho anh em xem. Đó. Con máy 2000 này thì xe tương đương ra tầm 2000, cước hai được 150m nha anh em. Đó. Còn lăn ok, vẫn lăn nghe bình thường nha anh em. Thì máy em bán ra thì em sẽ kiểm tra lăn đầy đủ cho anh em hết. Vẫn lăn. Hai mặt đạn anh em, ngoại hình rất là sáng luôn. Đó, có xuất sắc cái đích một tí nè, đó. Hoạt động ok mượt nha, rất là mượt luôn. Đó. Hoạt động mượt khỏi bàn. Đó. Đây, nó chỉ xước cho quá trình vận chuyển nó bị xước nè, đít một tí thôi. Đó. Tất cả đều còn lại rất là mới luôn, bóng luôn. Rồi, giá công khai máy số 4 giá là 700k cộng ship nè. Đó, còn xe máy 14 700k cộng ship về anh em câu lua. Tiếp theo máy số 15. Con máy số 15 lên cho người một con Anoc. Con Anoc này là con Anoc 1000. Đó. Anoc 1000 này về anh em câu cần tay chở máy, câu ISO, không thôi câu hanh chấp, câu tôm thoải mái anh em. Con này hoạt động thì bao mượt với anh em luôn á, rất là mượt luôn. Thì con này quẳng sủ ABS đầy đủ với anh em, sủ ABS đầy đủ, ngoại hình rất là sáng luôn. Đó. Thì con 15 này xe 1000, đó, cước 1.5 được 130m, cước 2 được 100m anh em. Hàng Malaysia xuất Nhật luôn nha mọi người. Đó. Hàng mới nha mọi người, đó, rất là ok luôn. Rồi, giá công khai của máy số 15, giá vẫn là 800k cộng ship nè. Đó, con 15, 800k cộng ship. Tiếp theo con máy số 16. Con máy số 16 là một con Navi, Navi 1500. Thì có xe tương đương 1500 anh em, đó, 1500 á. Thì cước 1.5 được 150m, cước số 2 được 120m mọi người. À, ngoại hình nó ok nha mọi người. Đây, nó xuất sắc theo cái hoành này một tí thôi, đó. Nồi thì ok nha mọi người, nồi thì ok, đó, không lỗi lầm hết. Hàng này vẫn là hàng Malaysia xuất Nhật tem lụa. Hoạt động ok nha nè, hoạt động ok êm mượt nè, rất là êm mà em thì thầm luôn á. Đó. Đó. Dòng này về cho anh em câu hanh chấp, câu tôm, câu ISO, cần tay chở máy, thôi anh em cái câu lô cũng được nha mọi người. Đó. Rồi, con máy số 16 giá là 800k cộng ship nha anh em. Đó. Để em lên hàng trên. Tiếp theo là những người là máy số 17 nha anh em. Đó. Con máy số 17 được gọi là con máy 7 đó. Thì con máy này em xách về luôn, thì thấy nó mới thì mua luôn mọi người. Đây. Có cái nồi cực kỳ mới nha anh em. Đó. Lăn nó đây, đó lăn kép. Cốt thì cốt to nha anh em, cốt to, cục bự. Thì con này là một con máy Ryobi, xây chưa cước nó ra tầm khoảng 5000 anh em, xây cước ra tầm khoảng 5000. Thì đây. Đó, cước số 5 như được 150m anh em. Đó, cước số 5 như được 150m. Hàng xe Ben xuất Nhật. Thì ngoại hình nó còn rất là ok anh em, xinh tươi luôn nhá. Đó. Hoạt động ok nha mọi người. Hoạt động ok. Con này về cho anh em câu ngâm, đánh lăn sơ, đánh lăn xe, câu cha chép thoải mái nha anh em, cốt nó đây. Đó. Hoạt động ok anh em. Đó, quay ngược quay tới ok. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 17 giá là 450k cộng ship nè. Đó, con 17 450k cộng ship, con này còn rất là mới nha. Tiếp theo là con máy số 18. Con 18 lên cho người là một con Daiwa Spot. Nên nè, con Daiwa Spot. Thì con này con No 2 nha anh em, con No 2, hàng nội địa. Đó. Hoạt động ok anh em, đó, hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Thì con này nó bị mất một bên một tem nè, đó. Ngoại hình nó còn rất là sáng anh em, đó, bao sáng luôn. Thì cái nồi này á, xe tương đương ra tầm khoảng 5000 nha anh em, cước chứa được 5 như được 150m. Thì cái xác máy á, cái xác máy ra tầm khoảng 10000 nha. Đó, xác máy lực kéo máy ra tầm khoảng 10000. Thì cái nồi này nồi nông nha anh em, nồi này nồi nông. Lấy cốt anh em xem, đó. Cốt ở đây, đó. Là trọng đây. Đó, ok anh em. Nồi nồi nông nha mọi người, đó. Ở bên sống đàng hoàng nha anh em. Đó. Thì con này về cho anh em đánh cha, đánh chép, câu lăn xe, câu bạo lực nha anh em, câu giật bờ biển. Rồi, giá công khai của máy số 18 giá là 750k cộng ship nha anh em. 18 750k cộng ship. Tiếp theo máy số 19.
con máy số 19 em lên cho người một con Xbox XT 3000 đó. Thì con này là một con máy tay qua của Seben nha anh em, nó hàng Nhật nội địa, ngoại hình rất là sáng luôn đó. Con máy bãi ngoại hình cực kỳ sáng, đây này rất là hiếm nha anh em, bao sáng nha anh em nha. Thì bản máy càng nào sáng thì em sao kỹ cho anh em thấy mua bên sống nha nè. Đó, con lăng ok, hoạt động ok nha anh em. Con này của anh em đánh bao lực săn hàng. Đó, con này săn hàng là khỏi chê. Đó, về sưu tầm cũng được, máy còn mới. Rồi, con máy số 19, con máy số 19 giá công khai 750k cộng ship nha anh em. Thì con này có xây tương đương ra tầm khoảng 8.000 anh em. Đó, xây tương đương là tầm khoảng 8.000 anh em, cước 7 với được 210m cho anh em, cước 7 210m, cước số 6 với được 250m, hoạt động ok êm mượt cho anh em, quay tới quay lui ok nha anh em. Đó, lấy cước ok nè. Rồi, con máy số 19 giá là 750k cộng ship. Tiếp theo qua đây, qua máy số 20, con 20 hôm nay cho người là một con máy Shimano Otega 3000. Đó, hàng đời cao anh em, hàng đời cao mọi người. Đó, con lăng ok anh em. Đít thì nó bị xước một tí nha mọi người, đó, bị xước một tí thôi, không lỡ làm nhá. Thì con này quẳng về cho anh em lua lóc nha anh em, tập lua thoải mái, đó, câu lua thoải mái con này luôn, đánh là vô tư, hoạt động bao mượt nha anh em. Thì con này là hàng của Seben xuất Nhật nha anh em, ở hàng Seben nha mọi người, hàng nội địa. Lấy cước ok nè, đó, hoạt động bao mà bao mượt nha anh em, máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Con này cước số 3 được 150m nha anh em, 350m. Đó. Rồi. Con số 3, con số 20 giá công khai là 1 triệu cộng ship nha anh em. Đó. Xe 3000. Con số 21, con số 21 động máy Shimano Otega 4000. Thì con này có xây là 4000 luôn nha anh em. Đó, cước 4 được 150m, cước số 5 được 110m. Ngoại hình đấy nè, ngoại hình nó vẫn có xuất sắc li ti nha anh em, không tránh khỏi được. Đó, con nào mới thì em bao mới cho anh em, con nào xuất sắc thì bao xuất sắc. Đó, con này vẫn là hàng nội địa, hàng Seben nha mọi người. Đó, thì con số 4 này là con 4000, thì hoạt động êm mượt nè. Đó, con này 4000 thì anh em có thể lấy tính cha, con lăn xe thoải mái. Đó, khỏi mua bên sống mọi người. Đó, lấy cước ok, cầu lua cũng được, dạng này về cầu lua hết bài. Đó, hoạt động gấp là mượt cho anh em. Rồi, con số 21 giá công khai là 1.1 triệu cộng ship nha anh em. Tiếp theo em lên cho người là số máy số 22. Con máy 22 em lên cho người là một con máy Shimano Otega. Con này con Otega 2000. Thì con này đời nó còn khá là mới cho anh em. Con này hình như đời 2005. Có nút châm dầu này mọi người. Đó, em xem đời xem. Ngoại hình con này rất là ok nha mọi người. Đó, ngoại hình rất là ok luôn. Đời 2003 anh em, con này đời 2003. Con này xây 2000, đời 2003. Ngoại hình nó còn bóng mướt nha anh em. Đó, con này ngoại hình rất là bóng mướt luôn. Hoạt động cũng vậy, hoạt động êm ok êm mượt nha anh em. Đó. Đây, soi cho anh em xem. Đó. Đây nè. Hàng Malaysia, con này hàng Malaysia xuất Nhật anh em. Được cái là ngoại hình nó mới. Đó, được cái nó mới. Nó mới với cái nó hoạt động nó rất là mượt nha anh em. Đó, mới với hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Rồi, con máy số 22 giá công khai là 1.1 triệu cộng ship nè. Đó, 1.1 triệu cộng ship luôn. Con 22 nha mọi người. Tiếp theo con máy số 23. Con 23 em lên cho người là một con máy Shimano Beamaster. Thì con này là Beamaster 3000. Hàng nội địa nha anh em, hàng Seben. Hoạt động thì ok mượt rồi, đó, không lỗi lầm. Rất là mượt anh em. Đó. Thì con 3000 này thì về cho anh em câu lua anh em, câu lua, câu hành chấp. Đó. Hoạt động ok anh em, ngoại hình ok nè. Đó. Soi kỹ cho anh em luôn. Đó. Rồi, con máy số 22 giá công khai là 1 triệu cộng ship anh em. Đó. Đó, máy số 23 chứ, con máy 23 là 1 triệu cộng ship anh em. Đó. Tiếp theo con máy số 24. Con 24 lên cho người một con máy Daiwa Kit. Con Daiwa Kit này là con máy Daiwa Kit Kalina 2506. Thì hoạt động ok nè, đó, rất là mướt luôn. Đó. Đó.
rất là mướt anh em, được cái là ngoại hình nó xuất sắc đây đó anh em, xuất sắc đây đó, thì máy xuất sắc để báo anh em xuất sắc. Thì con Daiwa Kit này của Thái Lan xuất Nhật nha mọi người. Thì con này cước bê 0.8 tới 140 m, con này về cho nên đánh lóc nha nè, đánh lóc câu cần tay chạy máy của ISO nha nè, câu hành cháp thoải mái, hoạt động rất là mượt cho nè đó, bao lỡ lầm ABS đầy đủ nha nè đó. Rồi giá công khai luôn, giá công khai con máy số 24 giá là 1.500.000 cộng ship nha nè, con 24 1.500.000 cộng ship. Em lên những người là con máy số 25, con 25 lên cho người một dòng máy của Shimano. Thì con này là một con Shimano Bmaster 1000 BG anh em, BG SH SDH nha anh em. Đó, thì con này 1000 có nông đây nè, có nông nha mọi người. Thì con này hỗ trợ cốt trợ lực, cốt bấm. Đó. Thì con này đời 206 nha anh em, đời 206. Thì con này về cho anh em câu chê, câu lặn, câu cảm giác anh em, đó, câu ISO, câu cần tay chạy máy, đua suối. Đua mực nha anh em, hoạt động này anh em, rất là mượt. Bao mượt luôn. Hàng hàng xe ben nha anh em, hàng nội địa. Hoạt động rất là mượt nha anh em, đó. Bộ pin sống đầy đủ nha anh em. Ngoại hình nó có xuất sắc đây. Đó. Rất là nhỏ gọn nha anh em. Rồi, con máy số 25 giá là 2.100.000 cộng ship nha anh em. 25 2.100.000 cộng ship. Rất là mượt nha mọi người. Con máy số 26. Con máy số 26 lên cho người là một con máy Daiwa Kit. Thì con Daiwa Kit này, con Daiwa Kit 3000. Đây. Nồi nó bị mất số hết trơn rồi nè, đó. Máy xuất sắc mọi người. Máy xuất sắc nha. Đây, xuất sắc đây luôn. Thì con kit 3000 thì ngoại hình có xuất sắc, hoạt động thì ok nè anh em. Hoạt động này đó. Hoạt động thì quay như trống trống luôn. Đó. Thì con này về anh em câu lua, anh em câu lua thoải mái. Quay ngược đây, đó. Quay tới đây, đó. Thì con kit 3000 này thì cước số 4 được 150 m nè, đó, cước số 4 được 150 m. Rồi bên sóng nha anh em. Máy cước ok. Rồi, giá công khai con máy số 26, giá công khai là 1.800.000 cộng ship nha. Đó. Tiếp theo con máy số 27. Con máy số 27 bên cho người một con máy siêu chắc luôn. Thì con máy số 27 em lên cho người là một con máy Daiwa Kit Tum Tum. Đây nè, dòng kit Tum Tum. Dòng này dòng 2508 nha anh em, dòng 2508. Dòng này khá là hiếm. Một bên sóng cốc to, đó, cốc to đây nè, một bên sóng cốc to. Con lăn ok nè. Ngoại hình đây, đít nó bị xước một tí nè, đó. Tất cả phần lại ok nè, bị xước đây một tí nữa. Hoạt động thì về rất là mượt nè, đó. Quay nhẹ nó quay nè. Dòng này hoạt động im mượt nha, rất là thì thầm luôn. ABS, ABS đầy đủ nha nè, quay ngược ok nè, đó. Rất là mượt nha nè. Để thôi cũng quay nè, đó. Thì con máy số 27, con máy số 27 thì cước con này còn có nông nha, cước bê bê hình như là bê số 1 chỉ được 100, bê số 1 chỉ được 200 m nha. Bê số 1 được 200 m. Và anh em câu lua, câu ISO, câu cần tay chờ máy nha nè, câu hành chấp thoải mái. Rồi, con 27 giá công khai là 2.500.000 cộng ship nha. Đó. Con máy số 28. Con máy số 28 lên cho người một con máy Shimano Utica 3000. C3000 anh em, đó, dòng body. Dòng xe này thì chức năng hoạt động lực tải là như 3000 hết, nhưng mà cái body cái máy tầm khoảng 2000 thôi nha anh em, 2000 hàng gửi thôi. Nó làm dòng máy nhỏ lại. Làm cái máy nhỏ lại. Thì con này 3000 thì cước số 3 được 150 m anh em, cước số 4 được 100 m. Ngoại hình ok anh em. Ngoại hình con này thêm đánh giá ra tầm khoảng 93% nha anh em, 93% đây, đít nó không bị xước luôn, đó. Ngoại hình nó sáng bóng nè, con lăn ok nha, đó. Hàng này hàng nội địa nè, hàng xe ben, đây, đó. Hoạt động nè, hoạt động rất là chơi, chơi chui em mượt nha. Dòng này thì về anh em câu lóc thoải mái nha anh em, câu lóc, câu hành cháp, câu cần tay chạy máy nha. Một bên sóng đầy đủ như nè, đấy cứ ok nha, đó. Rồi giá công khai con máy số 28, giá công khai là 2.300.000 cộng ship nè, 2.300.000 cộng ship con máy 28. Tiếp theo là con máy số 29,
Con 29 em lên cho người là một con máy Shimano Otega 4000. Đây. Con này thì ngoại hình nó ra tầm khoảng 95-97%. Ngoại hình cực kỳ mới luôn. Tặng anh em dây bia theo máy đúng không anh em? Đó, cái này là bia nha. Thì con này một con 4000 anh em. Con này về cho anh em câu lóc, săn hàng, câu lăn xe, câu trà chép thoải mái. À, anh em có thể lấy lục cũng được. À, cái nút châm dầu nè. Ngoại hình ok nha mọi người, rất là mới luôn. Đó. Đít nó không bị xước luôn nha. Hàng nội địa anh em, hàng Nhật nội địa. Hoạt động anh em, hoạt động thì chân châu im mượt rồi, không còn gì phải nói, không có lỗi lầm gì hết. Đó, rất là mượt nha mọi người. Đó. Thì con số 4 này, cước số 4 như được 150m anh em. Đó. Cước số 4 như được 145m, cước số 5 được 115m. Rồi, giá công khai con máy số 29, giá công khai là 2.7 cộng ship anh em, 2.7 cộng ship con 29. Rất là mượt anh em. Đó. Tiếp theo con máy số 30. Con máy số 30 em đang cho người là một con máy Acision. Con máy Shimano SW4000. Đó. Dòng SW4000 này dòng kháng muối anh em, kháng nước, kháng muối. Dòng đời cao của Shimano. Hiện con này của Malaysia xuất nhập cho anh em, tay quay cốt dặn nha anh em. Đó. Tay quay cốt dặn. Thì con này một con SW4000 thì season này em lên có 4 con 4000, 6000 và 8000 thì em có 3 size nha anh em. Đó. Thì đây con 4000 em lên 4000 sau cho anh em trước. Ngoại hình nó bao đẹp cho anh em, bao đẹp. Đất nó bị xước một tí thôi. Đó. Rất là đẹp nha, hoạt động ok anh em, hoạt động ok. Đó. Thì con này thì em tặng dây bia theo máy luôn nha, máy có dây bia thì em tặng theo máy luôn, hoạt động ok mượt anh em. Thì con này quen anh em đến lóc, đến chẽm, câu lăn xe, câu biển thoải mái nha mọi người. Đó, SW kháng muối, ngoại hình bao đẹp nha, tay quay nấm tròn. Rồi, giá công khai máy số 30, giá công khai là 2.2 cộng ship anh em, 2.2 cộng ship con máy số 30. Đó. Hoạt động ok nha mọi người. Tiếp theo máy số 31. Con 31 em ra cho người một con máy Shimano Acision SW6000 HG. Dòng HG này thì chuyên cho em đi lua, đi câu rừng, đi biển, câu câu lục. Thì con này ngoại hình nó ra tầm khoảng 95-98% anh em, rất là mới luôn. Đây, sổ cho anh em xem. Đít không bị xước luôn. Đó. Con này bản nguyên zin nha nè, nguyên zin. Dạng hàng trưng bày dùng lướt qua thôi. Đó. Hàng Malaysia xuất nhật luôn nha mọi người. Con lăn lăn bình thường nha. Đó, một bên là một bên sống. Tiếng kêu rất là giòn như thế này. Đó. Hoạt động anh em, hoạt động chân châu yên mượt nha. Đó, không lỡ lầm gì hết. Đó. Con này vẫn là tay quay cốt, tay quay dặn nha anh em. Đó, dòng đời cao. Thì con máy số 31 giá công khai là 2.6 cộng ship anh em. Đó, 2.6 cộng ship con 31. Tiếp theo con máy số 32. Con 32 em đang cho mọi người là con Nga Cision SW68000. Đó. HG anh em. Đây. Ngoại hình đấy anh em, ngoại hình nó rất là mới luôn. Đó. Đây, nó có xước sát, đây tí. Thì con này bán thì em tặng dây bia theo cho anh em luôn nè. Đó, bia còn khá to anh em. Cuồng này cũng ra tầm khoảng 200-300 ngàn rồi. Đó. Hàng Malaysia nha anh em, Malaysia xuất nhập ngoại hình mới, mẹ con lăn ok nè. Đó, bán máy sâu kỹ cho anh em xem tí, hoạt động thì ok em mượt nha, hoạt động ok em cái mượt luôn. Đó, không lỗi làm hết. Thì con 8000 này thì cước số 8 được 160m, cước số 6 được 230m nè. Rồi, con máy này giá công khai là 2.7 cộng ship nè. Đó, 2.7 cộng ship con máy số số 32. Rồi, tiếp theo lên cho người là máy số 33. Đó. Con 33 lên cho người một con Shigate anh em. Dòng Shigate này được rất nhiều anh em ở Việt Nam thích đây, giá cũng gần tầm trung. Nhưng mà chất lượng nó thì rất là ok luôn. Nè. Thì con Shigate này, con Shigate 4000 BE, nó dòng chi nên đánh giá BE như này, 4000 HP. Dòng tua nhanh. Tua này ra tầm khoảng 5.6 nha mọi người. Ngoại hình nó mới đây. Đó. Dòng này về cho anh em câu di biển nha anh em, đua biển. Lua lóc săn hàng,
Anh em. Đó. Thì con này hàng của China xuất Nhật nè. Đó, China với con này quay cực kỳ chắc nha anh em. Đó, con này thì bao chắc rồi. Đó. Anh em săn hàng thì thích con này dữ lắm luôn. Đó, dạng về câu tra, câu chép, câu lăn xê thoải mái, bộ pin sống nha anh em, ngoại hình đẹp đẽ sạch sẽ. Con này ngoại hình ra tầm khoảng 93% nha anh em, rất là mới luôn. Đó. Được mới cũng không mới lắm nhưng mà được rất là ok nè. Đây nè, sau anh em. Thì con này cước số cước bè số 2 á, vô được 200m nha anh em. Cước bè số 1 vô được 250m nè, đó. À, cốt đây nè, cốt to nha nè. Hoạt động ok em mượt nha, không lỗi lầm gì hết. À, tay quay núm tròn. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 33, giá là 2.3 triệu cộng ship nè. Đó, con 33 2.3 triệu cộng ship. Tiếp theo máy số 34, con 34 lên cho người một con máy của Shimano. Con này dòng Utiga 6000. Đây. Thì con này theo đánh giá ra tầm khoảng 93-95% anh em, ngoại hình mới. À, đích thông bị xước nữa nha. Đó. Dạng hàng dùng lướt đó nè, à, còn rất là mới luôn. Dạng này về anh em sưu tầm để tủ chân cũng được, rất là ok. Hàng xếp bên nha anh em, hàng xếp bên. Đó, máy hỗ trợ bếp đầy đủ nha anh em. Đó, thì con này thì cước số 6 được 150m nè, cước số 5 được 195m, 90m. Thì con này về anh em câu biển, câu lăn xê, câu lục, câu xin di, dứt biển cũng được, thoải mái nha anh em, hoạt động ok anh em, đó, không lo làm gì hết, ABS thắng đầy đủ nha mọi người, đó, hoạt động rất là mượt nha anh em. Rồi giá công khai con máy số 34, giá công khai là 1.8 triệu cộng ship nha, con 34 1.8 triệu cộng ship, hàng nội địa Nhật. Tiếp theo máy số 35, con 35 lên chân con mọi người là con máy Shimano Utiga 6000 HG nha anh em, BG nha anh em, con BG, cái này dòng tua chậm cho anh em chích biển. Thì con BG này thì hoạt động nè, rất là mượt luôn, đó, bao mượt. Đó, bao mượt cho anh em nha, rất là mượt luôn. Thì con này thì được sản xuất tại Malaysia nha anh em, hàng Malaysia xuất Nhật, Shimano Utiga 6000 BG Malaysia. Thì con này cước bè số 3 được 300m, bè số 4 được 240m nè, đó. Dòng này cho anh em dứt biển, câu tra, chép, câu lăn xe thoải mái nha. Ngoại hình đây nè. Ngoại hình nó có xuất sắc nè, xuất sắc li ti. Đó. Thì tay quay nó nè, tay quay nó được cốt lại nè, chốt lại rồi. Đó, làm lại. Thì chắc nha nè, tay quay này bao chắc luôn. Đó, bao lỗi lầm luôn. Về anh em câu lỗi tay quay thì báo em làm lại cho. Tay quay này được mấy Nhật làm nha mọi người. Đó. Anh em. Hoạt động thì bao im mượt rồi. Đó, không lỗi lầm gì hết. Rồi. Giá công khai con máy số 35, giá công khai là 2.2 triệu cộng ship nè, 2.2 triệu cộng ship máy số 35. Tiếp theo máy số 36, con 36 lên trong người là một con máy từ Win 5000 BG, dòng vẫn giống một con dòng tua chậm, một con chuyên săn hàng, đánh đáy dạng cao bạo lực. Thì con này về cho anh em cu lua lóc nha anh em, dạng lua lóc gần á, thoải mái, lua bên sóng nha mọi người, lua bên sóng đấy, cước ok nè. Đó, thì con tàu Win này hàng của Japan nha, dòng BG. Thì đời này nó chỉ quay được một bên thôi nè, quay tay trái thôi nha anh em, không đổi tay tay được nha mọi người. Đó, chỉ quay tay trái thôi, không đổi tay được. Nấm thì được mấy Nhật làm lại nha mọi người. Đó, nấm được mấy Nhật làm lại rồi nè. Đó, làm cục xốp cầm rất là mềm tay nha mọi người. Đó, hoạt động ok mượt anh em, quay ngược với lôi ok nha, rất là mượt luôn. Rồi con máy số 36, máy số 36 giá công khai là 2.6 triệu cộng ship nè, 2.6 triệu cộng ship con 36. Tiếp theo con máy số 37, con 37 em lên cho người một con máy Daiwa Emblem. Thì dòng Emblem này dòng Emblem 5000 a. Đó. Thì con này chạy 4 mặt đạn anh em, chạy 4 mặt đạn, cứ số 8 vô được 200m, cứ số 10 vô được 150m anh em. Dòng này cho anh em đánh biển, đánh dọc bờ biển rất là thích nè. Đó. Thì con này rất là mới nè, đít nó chưa bị xước nữa nè. Đó. Quay lên tí. Rồi, hình ok nè.
Đó. Mới mẻ. Hàng nó để này, hàng xếp ben. Thì con này thì em tặng dây be đi theo máy nè. Còn be này chỉ giá ra tầm khoảng 100 đến 200 ngàn á. Be khá to luôn rồi. Thì máy hoạt động êm mượt cho anh em. Máy êm mượt không lỡ làm gì hết. Đó. Êm mượt không lỡ làm gì hết. Mô bên sóng. Rồi. Máy số 37 giá công khai là 2 triệu 3 cộng ship nè. 2 triệu 3 cộng ship con máy số 37 emblem. Còn khá mới nè. Thì con này nó bị rảy cái độ phá cước chỗ này thôi. Chứ không ảnh hưởng gì hết. Tiếp theo là con máy số 38. 38 lên cho người một con máy Daiwa. Daiwa Long Ben. Nè nè. Long Ben. Thì dòng Daiwa Long Ben này là Daiwa có nông nha người. Daiwa có nông. Thì con này xây tương đương ra tầm khoảng 10 ngàn. Cứ số 10 được 150m. Cứ số 8 được 200m. Thì dòng này về cho anh em câu lục, câu giật bờ biển. Đó. Hoạt động ok anh em. Hoạt động ok. Mô bên sóng. Mô bên sóng anh em. Không độ chế gì hết nha. Thì con này bị rảy chỗ này. Đó. Bị mẻ chỗ này. Đó. Mẻ chỗ này tí. Hàng xe ben. Rồi. Con này em bán rẻ anh em luôn. Con này giá công khai là 700k cộng ship nè. Đó. 700k cộng ship. Con máy số 38. Đó, ngoại hình thì tổng thể nó bị xước xát nè, nó bị gãy chỗ này cái nè. Con này mà không bị gãy cái này giá ra tầm khoảng gần 1 triệu 2 nha mọi người. Đó. Thôi, bán rẻ thanh lý cho anh em. Giá 700k cộng ship nha. Con 38. Tiếp theo lên 39. Con 39 em bao nhiêu người một con máy Shimano Beamaster. Thì con dòng này Beamaster 8000 nha anh em. Đó, dòng Beamaster. Thiệt không ạ? Một bên sóng nha, người bên sóng thì con này cứ số 10 thì được 280m, cứ số 12 được 170m nè. Dòng này về cho anh em đánh biển nè, đánh giật bờ biển. Hoạt động ok mọi người, được cái nó xước xác thôi. Mà hình ok. Đó, nó xước xác nha mọi người. Dòng có nông nè, dòng này dòng có nông. Japan nha anh em, Japan. Và tổng chân chung êm mượt nha em. Rồi. Con máy số 39 giá công khai là 1 triệu cộng ship nha em. 39 1 triệu cộng ship. Cái người là ba máy cuối cùng. Số 40. Thì con 40 bên cho người là một con máy Shimano Utega. Đó, Shimano Utega. Em Shimano Utega XT nè em, thì con này 10 ngàn. Thì con Shimano XT nè, nó xài chung nồi với con Bauer đây nè. Nồi đồng là Bauer nè em. À, tất cả chức năng hoạt động bình thường nha em, không lỡ làm gì hết. Mô bin là mô bin sống đó. Đây con này hai nồi nha em. Đó thì nồi sao nói vậy, nó xài chung nồi nha em, ngoại hình tất cả chức năng hoạt động như nhau hết nha mọi người. Đó, được cái nhông con XT, nhông Utega nè chắc hơn con Bauer. Đó, hoạt động êm mượt nha em, không lỡ làm gì hết. Đó, hoạt động êm mượt nha em. Đó, anh em hoạt động êm mượt cái nè, hoạt động êm mượt không lỡ làm gì hết. Em mới cắt cọng dây rồi không phải nó kêu anh em nói lỗi. Hoạt động bộ bên sóng như nè, bộ bên sóng. Đó, ngoại hình đây nè, ngoại hình đây xước xát nhẹ thôi nha nè. Ngoại hình ok, xước xát nhẹ nha. Về loại này á, về cho anh em câu lục, câu giật bờ biển đánh thoải mái nha nè. Thì một nồi tiếp ba thì cái xe tương đương ra tầm khoảng 4 ngàn, cước số 4 được 150m. Tiếp số 5 á thì cước số 6 được 170m nè, ra tầm khoảng 6 ngàn. Hai tiếp với em, hai nồi đó. Rồi giá công khai con máy số 40 giá là 2 triệu 2 cộng ship nè. 2 triệu 2 cộng ship trong máy 40. Tiếp theo máy số 41. Số 41 cũng vậy luôn, hai nồi đó. Dòng này dòng Utega luôn đó, Utega XT đây nè. Đó, 10 ngàn. Shimano Utega XT Japan. Đó, 10 ngàn. Thì hoạt động quán chân chui nè, hoạt động chân chui êm mượt nha. Đó, con này quán xuống 5 mặt đạn ABS đầy đủ, ngoài hình nó xuất sắc nè. Đó, con lăn lăn bình thường nha mọi người. Đó, tất cả chức năng hoạt động ok hết nha mọi người. Đó, bộ pin sống. Đó, hai nồi, quán một nồi tiếp 3, một nồi tiếp 5. Đây nè. Đó. Thì cước số 5 được 160m, cước số 3 tiếp số 3 vô được
140m, hai nồi cho anh em tùy lựa chọn địa hình mà anh em đánh. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 41, giá công khai vẫn là 2,2 triệu cộng ship anh em. Đó, 2,2 triệu cộng ship. Nhông XT khá là chắc anh em. Đó, bao đánh cho anh em, bao đánh luôn. Rồi, tiếp theo lên máy cuối cùng, con máy số 42. Thì clip trước em cũng đã lên, nhưng mà clip này em lên lại giảm giá anh em, thanh lý luôn, giảm giá luôn. Thì con 42 em ra cho người một con máy Shimano Power. Đó. BA anh em, BA Power súp nha anh em. Đó, dòng này dòng chi anh em săn hàng. Đó, dòng súp này hỗ trợ mô bin sản xuất nhanh nè. Đó. Phá dính nè, đó. À, thì con này còn full hộp, full sách luôn, hai nồi. Đó, ngoại hình ok nha anh em. Đó. Con này bị xước một tí nha anh em. Đó. Cước nó ra bị xước một tí. Đó, xước cái này tí. Đó. Rồi, tất cả phần là ok hết trơn nha mọi người. Đến tới đây. Đó. À, hàng này hàng xe ben anh em, hàng xe ben. Thì hoạt động thì anh em bao mượt rồi. Đó, con này hoạt động lỗi lầm này thì em đổi trả hoàn tiền lại hết cho anh em nha. Đó, bao mượt anh em, bao mượt. Thì con này hai nồi, một nồi số 5 và một nồi số 3 nha mọi người, một nồi số 5, một nồi số 3. Đây. Đó. Thì nồi carbon anh em, carbon chắc nha. Đó, làm nhẹ cái nồi lại, làm nhẹ trọng lượng con máy lại. Đó, ngoài hình ok nha anh em, full sách nha anh em, full sách full hợp luôn. Thì thông số cái này đây. Đó. Thì con này dòng tô là 3.9.1 này anh em. Đó. Nặng là 670g, 6 mặt đạn nha mọi người. Đây, hai nồi của nó đây. Đó. Nồi số 3 thì cước số 4 được 150m, nồi số 5 á cước số 6 được 170m. Đó, thông số nồi đầy đủ. Mà có đầy đủ nha. Rồi. Giá con máy số 42 á, giá công khai là 3,2 triệu cộng ship nha, 3,2 triệu cộng ship máy số 42. Rồi, đó nó cộng 42 máy cho em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng con nào chốt đem số loại tự động liên hệ với anh em nha. Thôi anh em liên hệ số điện thoại em để bên góc bên đây nha, cho nhanh nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhé.